Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời tiết 12 giờ ngày 11 tháng 11 trên đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Thưa quý vị và các bạn, khối không khí lạnh suy yếu và di chuyển lệch về phía đông làm tăng cường hoạt động của đới gió đông nam mang nhiều ẩm từ biển thổi vào đất liền Bắc Bộ và khu vực chịu ảnh hưởng nhiều nhất của trường gió này chính là các tỉnh ở phía Đông Bắc Bộ. Vì thế mà trong ngày hôm nay tại đây tiếp tục duy trì trạng thái nhiều mây, âm u và có mưa nhỏ cả ngày. Cùng với mức nhiệt cao nhất ngày cũng chỉ dao động trong khoảng từ 25 cho đến 28 độ. Trong khi đó, ở các tỉnh phía Tây Bắc Bộ không chịu tác động của đới gió ẩm, trời chỉ nhiều mây vào buổi sáng. Đến trưa và chiều thì mây giảm, trời hứng nắng nhẹ. Nền nhiệt cao nhất trong ngày ở khu vực ở phía Tây Bắc Bộ sẽ tăng lên mức là từ 26 cho đến 29 độ. Thời tiết khá thuận lợi cho hoạt động dân sinh và du lịch của người dân tại đây. Dự báo trong hai ngày tới thì đới gió đông nam ẩm tiếp tục chi phối, khiến thời tiết các tỉnh miền Bắc vẫn có sự phân hóa rõ rệt. Phần ở phía đông Bắc Bộ, thì mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù xảy ra trong khoảng đêm và sáng. Còn ở các tỉnh phía Tây Bắc Bộ, trời vẫn có nắng về chiều. Do vậy mà nền nhiệt ở các tỉnh phía Tây trong ngày 13 tháng 11 sẽ tăng lên trong khoảng từ 29 cho đến 31 độ. Trong khi ở phần phía Đông thì nhiệt độ thấp hơn, chỉ từ 25 cho đến 28 độ lui xuống khu vực Trung Bộ, khối không khí lạnh cũng ảnh hưởng yếu đến các tỉnh Bắc Trung Bộ, bao gồm cả các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh, khiến bầu trời duy trì nhiều mây và sương mù nhẹ xuất hiện vào buổi sáng. Khi lưu thông vào thời điểm này, quý vị cần hết sức chú ý giảm tốc và quan sát kỹ để tránh va chạm. Đến trưa chiều thì mây giảm, trời chuyển nắng nhẹ và nền nhiệt, nhiệt cao nhất ngày ở khu vực Bắc miền Trung sẽ giao động trong khoảng từ 28 cho đến 30 độ. Trong khi đó, các tỉnh còn lại từ Quảng Bình trở vào cho đến Bình Thuận thời tiết ít biến đổi, trời nắng sớm và nền nhiệt cao nhất phổ biến trong khoảng từ 30 cho đến 32 độ. Và tiếp theo sẽ là phần dự báo chi tiết trong 3 ngày tới cho các khu vực trên cả nước. Mời quý vị cùng theo dõi. Ở phía Tây Bắc Bộ, từ ngày 12 cho đến ngày 14 có mưa ở vài nơi, trưa chiều mây giảm, trời chuyển nắng, đêm và sáng trời rét. Nền nhiệt cao nhất ngày mai sẽ trong khoảng từ 26 cho đến 29 độ. Hai ngày tiếp theo tăng lên ngưỡng từ 29 cho đến 31 độ. Khu vực ở phía đông bắc bộ, trong 3 ngày tới có mưa, mưa nhỏ rải rác, vào ngày 14 có mưa ở vài nơi, vùng ven biển sáng có mưa rải rác, đêm và sáng trời lạnh, vùng núi trời rét, nhiệt độ duy trì ở ngưỡng từ 25 cho đến 28 độ. Khu vực từ Thanh Hóa cho tới Thừa Thiên Huế, từ ngày 12 cho đến ngày 14, đêm có mưa ở vài nơi, ngày trời nắng, nền nhiệt có xu hướng tăng dần. Nhiệt độ cao nhất ngày mai sẽ trong khoảng từ 28 cho đến 30 độ, sau đó tăng nhẹ mỗi ngày 1 độ lên ngưỡng từ 30 cho đến 33 độ trong ngày 14. Khu vực từ Đà Nẵng cho đến Bình Thuận, từ ngày 12 cho đến ngày 14 có mưa rào và rông ở vài nơi, ngày trời nắng, nên nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ. Cao nhất ngày mai sẽ trong khoảng từ 29 đến 31 độ, sau tăng mỗi ngày 1 độ lên mức từ 30 đến 33 độ trong ngày 14. Trở vào Tây Nguyên, trong những ngày tới, về chiều tối và đêm có mưa rào và rông ở vài nơi, ban ngày trời nắng, nền nhiệt trưa chiều phổ biến trong khoảng từ 28 cho đến 31 độ. Ở tại khu vực Nam Bộ, từ ngày 12 cho đến ngày 14, có mưa rào và rông ở vài nơi, ngày nắng, nhiệt độ trưa chiều ổn định trong khoảng từ 31 cho đến 33 độ. Trở ra với thủ đô Hà Nội, trong 3 ngày tới có mưa, mưa nhỏ rải rác, vào ngày 14 có mưa ở vài nơi, đêm và sáng trời lạnh, nền nhiệt cao nhất ngày ổn định ở ngưỡng từ 25 đến 28 độ. Trên biển ở khu vực Bắc và giữa của Biển Đông, bao gồm cả huyện đảo Hoàng Sa, gió đều có xu hướng giảm cấp dần xuống dưới cấp 5. Trong khi mưa rông thì không còn nên tầm nhìn xa ở các khu vực đều duy trì mức cao trên 10 km. Tại khu vực Nam Biển Đông bao gồm vùng biển huyện đảo Trường Sa, có mưa rào rải rác và có nơi có rông. Ngày nắng, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 cho đến 10 km trong mưa, gió đông bắc cấp 3, cấp 4. Tàu thuyền khi lưu thông cũng cần cảnh giác với tố lốc và gió rất mạnh. Bản tin thời tiết trưa nay ngày 11 tháng 11 của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC cũng xin khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!